Và xin chào tất cả anh em audio. Hôm nay bên Phạm Thức Audio có dọn được vài chiếc EQ. Thì trong video ngày hôm nay cụ thể em sẽ nói về chiếc EQ Technic SG90. Cái sản phẩm SG90 này thì bên em còn mấy chiếc nữa cơ. Đây này, quay cho quý vị các bạn xem. Nhưng mà mình sẽ quay cụ thể vào từng chiếc một. Đây một chiếc này. Đây một chiếc này. Đây. Còn đây, ngày hôm nay thì vừa dọn dẹp xong chiếc EQ này. Thì xin phép được quay giới thiệu đến quý vị các bạn là đây là chiếc EQ Technic SG70. Một trong số những gọi là con đèn mưa rơi và dòng điện tử của dòng Technic mà rất nhiều người săn đón nó. Chiếc EQ này có hệ thống đèn của nó là rất chi là đã mắt này. Cho anh em ngắm nghía cái đèn nó một chút nhé. Ký hiệu đèn này. Đấy, đây là gọi là đèn mưa rơi này. Dòng Technic SG90 này thì nó được thiết kế với khổ của nó là 43,5 cm. Chiều cao này của nó khoảng chừng tầm 9 phân rưỡi. Chiều sâu của nó thì khoảng chừng tầm 34 phân. Đấy. Và con này thì nó là một trong số những con hàng xuất nên nó là dòng đa cầu điện. Nó sử dụng điện 120 và 220V. Đấy. Đây là cái phần xoay cầu điện của nó ở đây này. Đấy. Còn nó hiện tại bây giờ đây, điện của nó từ 100V, 127V, 220V và 240V. Mã số series của con này là 19956. In earth đây. Đây cổng táp bên cạnh. Máy móc thì chất bã nguyên zin. Em cam kết với quý vị và các bạn là chất bã nguyên zin. Độ zin của nó là tuyệt đối. Đấy, những cái bụi trên này em chưa lau chùi một tí gì đâu nhá. Mà máy đã sáng và đẹp như vậy. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Có cái mặt của nó này. Thì đây này. Nếu như để quay thoáng thì các bác sẽ không nhìn thấy. Nhưng quay gần, quay kỹ, quay sát cảnh và em phải chỉ cho các bác. Đấy, thì đây nó có một vết xước ở chỗ này. Đấy, anh em nhìn thấy chưa? Nó có một vết xước nhỏ nhỏ ở chỗ này này. Đây nữa này. Một tí xíu ở chỗ này này. Một tí xíu này, đấy. Và nhìn thấy chưa? Chắc nó khoảng chừng đường kính của nó chỉ khoảng chừng tầm 0,2 ly. Và nó xước rất nhẹ. Bên này thì nó có một điểm chấm ở chỗ này. Một điểm chấm ở chỗ này nữa. Rồi, hết rồi. Đấy, tất cả những lỗi lầm của nó thì chỉ có thế thôi. Là ngoại hình thì hàng bãi mà, chả tránh được. Đẹp xuất sắc thì vẫn còn. Nhưng mà những con này thì nó một vài điểm phẩy như thế mà bác nào mà ưa được thì giá của em nó chốt hạ sẽ là 4 triệu để đến tay quý vị các bạn. Máy hoạt động hoàn hảo, độ zin nó tuyệt đối. Đấy. Chất âm của dòng này thì nổi tiếng rồi, anh em đều biết là rất hay. Dùng cho để chỉnh nhạc, âm thanh sắc lên khi qua quai và không quai, rõ ràng, rành mạch. Và chất âm lên rất hay. Hiển thị đèn mưa đẹp sáng. Này bên em sẵn sàng bảo hành cho quý vị các bạn trong vòng 1 tháng, lỗi lầm bên em chịu trách nhiệm nhá. Rồi, Phạm Thức Audio xin phép chào quý vị và các bạn và hẹn lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau. Hiện tại bây giờ em đang đánh vào cặp loa đây, cặp loa này, loa cột, dòng loa JB đời mới. Vâng, kính chào quý vị và các bạn.